còn chưa đầy nửa ngày làm việc nữa, iPhone 8 chính thức ra mắt. Mỗi bước đi của Apple và iPhone đều được người hâm mộ trên toàn thế giới chú ý. Năm nay, công ty đến từ Mỹ này sẽ cho ra mắt sản phẩm kỷ niệm 10 năm sản xuất smartphone của họ. Theo nhiều nguồn tin, đây là bản nâng cấp lớn nhất từ trước tới nay. Nó sở hữu những điều khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước. Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ thay đổi hoàn toàn thiết kế trên iPhone 8. Đây là điều rất vui đối với tín đồ táo khuyết. Trong 2 năm nay, Samsung liên tục có những thiết kế đột phá, chiếm được tình cảm của người dùng, trong khi Apple lại không có một chút thay đổi nào trên iPhone 7. Những hình ảnh trên mạng và những lời đồn cho thấy Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn viền màn hình, nút home vật lý, đồng thời loa và các cảm biến cũng nằm gọn trên mặt trước của sản phẩm. Công nghệ thứ hai là công nghệ nhận diện khuôn mặt. Dựa vào các nguồn tin, các nhà phân tích cho rằng iPhone 8 sẽ có camera trước trang bị cảm biến khuôn mặt. Với tính năng này, người dùng có thể mở khóa với tốc độ chỉ trong 1/1000 giây. Ngoài ra, các tín đồ cũng cho biết cảm biến có thể hoạt động tốt trong bóng tối, đồng thời nó có thể thay thế hoàn toàn Touch ID. iPhone 8 sẽ có một màu mới hoàn toàn. Trước đó, iPhone 7 khi ra mắt có đến 5 màu cho người dùng lựa chọn, gồm màu đen, mờ, đen bóng, hồng, vàng và bạc. Vào tháng 3 vừa qua, Apple còn cho ra mắt thêm màu đỏ. Tuy nhiên, nhiều khả năng iPhone thế hệ mới chỉ có 3 màu đen, đồng và ngọc trai. Hơn nữa, tính năng mới của iPhone 8 được thể hiện đó chính là sạc không dây. Theo NextWeb, một trong những tính năng được người dùng mong đợi nhất trên iPhone 8 là sạc không dây chắc chắn sẽ xuất hiện. Dựa theo hai nguồn tin đáng tin cậy, táo khuyết đang lên kế hoạch bổ sung tính năng cao cấp này cho iPhone mới. Một trong số đó là phụ kiện của Rapid Power.